Liếc gặp sự cố hy hữu trong ngày cuối phiên chợ hè 2022. Thái độ thiếu dứt khoát khiến Bamba Dieng tự hủy đi giấc mơ chơi bóng tại Premier League. Trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng hè, Leeds và Marseille đã đạt thỏa thuận về vụ chuyển nhượng mang tên Bamba Dieng. Câu lạc bộ chủ sân Elland Road chấp nhận trả 10 triệu euro để đổi lấy sự phục vụ của cầu thủ chạy cánh sinh năm 2000. Sau khi đạt thỏa thuận cá nhân với Leeds, Bamba Dieng đã tức tốc ra sân bay để đến Anh. Tại đây, người đại diện và Dieng bất ngờ nhận đề nghị từ Nice. Lời mời của Nice khiến cầu thủ người Senegal đổi ý và quyết định từ chối Leeds. Tuy nhiên, Dieng lại trượt bài kiểm tra y tế tại Nice sau đó, để rồi lại phải quay trở về chơi cho Marseille. Bamba Dieng là cầu thủ triển vọng của bóng đá Senegal. Ở mùa trước, sau trẻ sinh năm 2000 chơi 36 trận và ghi 8 bàn cho Marseille. Điểm mạnh về thể lực, tốc độ và kỹ thuật giúp Dieng lọt vào tầm ngắm của Leeds. Tuy nhiên, thương vụ đã đổ bể vào phút chót. Trên trang cá nhân, chủ sở hữu của Leeds, ông Andrei Rerizani đã dùng từ điên rồ để nói về sự cố này. Trước đó, doanh nhân người Italy và cổ động viên Leeds đều đã công khai chúc mừng tân binh Bamba Dieng. Việc hủy bỏ thỏa thuận với Dieng và Marseille khiến Leeds gặp khó. Bởi trước đó, họ đã để Daniel James đầu quân cho Fulham dưới dạng cho mượn. Trước khi hỏi mua cầu thủ của Marseille, The Guardian cũng liên hệ với Hoàng Hee-chan và Gakpo. Tuy nhiên, cả Gu Ouse, PSV đều từ chối nhà người.